sau 8 ngày âm ngày 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 ủ nhá. Các bạn về nhớ ngâm hạt 12 đến 24 tiếng, ngâm khoảng 24 một ngày một đêm đi. Sau khi ngâm nước xong bắt đầu rửa sạch, sau đó là cho vào khăn dày và nhúng nước khăn đi cho nó ướt này. Ướt như thế này, ẩm ướt như thế này nhá, cho vào cái hộp nhựa. Đậy lắp vào. Để ra ngoài trời này. Cho vào thùng sơn hoặc là chúng ta để hộp như thế này hoặc cái hộp nhựa này đậy kín đắp vào để ngoài trời như thế này nhá. Là sau khoảng độ là 7 đến 10 ngày bắt đầu lên mầm đầy. Đây, mầm nó nhiều. Đơn giản có gì đâu, cái này hạt này nó dễ lên mà, quan trọng là nó no nước là nó lên nhanh đi ạ. Đấy. Ủ rất đơn giản nhá. Một số bác này còn ủ mà nó không thấy nó lên. Thì chắc là thời tiết nó lạnh như nào nó không lên chứ này. Đây. Đấy, rất đơn giản. Ủ cực kỳ đơn giản luôn. Cái này đến 10 ngày chắc là ngày mai ngày kia nó lên rất là nhiều.